đôi môi như một giấc mơ, thật khó quên một giấc mơ. Em đến ngọt ngào đánh thức trong tôi những ngày ngủ quên, một đời lãng quên để sớm mai chợt thấy yêu. Chạy đi chạy đến trong tình yêu, đời ta được mất cũng nhiều, được và mất cũng nhiều. Cho tôi được giữ em trong vòng tay, để tôi được nhớ mỗi ngày, để tôi được yêu mỗi ngày, để biết em vẫn còn yêu, để tim được rung mỗi ngày, để tôi còn yêu kiếp này. Trời ơi, nhìn fan hâm mộ kìa. Trời ơi, đã quá. Bài này ăn là cái chắc rồi. Ủa, bị sao vậy? Trời ơi, nhảy gì mà sai vị trí hết vậy? Không biết bị gì nữa. Chắc bị bệnh đó. Bệnh gì? À, em biết rồi. Tại nó bị đổi vị trí hát chính, nên nó muốn phá bỏ cho tức vậy mà. Không phải đâu, Bi không phải vậy đâu. Không phải đâu. Thật ra là không phải vậy. Hồi nãy mọi người cũng nói là Bi có tinh thần đồng đội, đúng không? Bi, đúng không? Cố gắng lên. Qua bị bệnh thôi. Trong bốn thằng nó nhảy tệ nhất. Mai mình không hát chính, nó mà hát là tiêu rồi. Bữa trước Bi bị cảm nhưng vẫn theo nhóm. Con nghĩ là tập luyện nhiều quá nên bị đuối. Đúng rồi. Đó, nhìn đi. Nè nè, ông coi nó hát kìa. Trời ơi, nó hát nhảy kiểu giống miễn cưỡng quá vậy hả? Chắc là do bệnh nên mất tập trung đó. Trung đi Bi. Em không sao. Em thấy sao? Dạ, em không sao. Em không sao. Thôi, bây giờ mấy em tập trung lại đây. Ủa, nghe thầy nói nè, bây giờ em cảm thấy là em có thể hát tiếp được không? Dạ. Thầy thấy em biểu diễn mà lại không tập trung như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhóm, em hiểu không? Cố gắng lên Bi. Dạ. Hôm nay cậu nhảy hát kiểu gì vậy? Sao vậy? Tại vì bị khàn cho nên hát không ra. Giờ sao sếp? Nếu như em không thể hát được thì em cứ nói với thầy, thầy bỏ em ra để không ảnh hưởng đến nhóm hát. Nhóm 4 người bây giờ còn 3 người, thầy sẽ tập lại cho nhóm để tiết mục tốt hơn, em thấy sao? Nhưng nếu mà bỏ Bi
Nhóm có 3 người làm sao mà diễn được? Một là quỷ luôn, hai là cả 4 người cùng diễn. Đáng lẽ ra sự cố gắng của Bi như vậy là phải khen ngợi, vì đây là sự cố ngoài ý muốn thôi. Thôi thôi thôi, đừng có nói nhiều. Hồi nãy tôi đã nói rồi, anh em mình diễn là tinh thần cả nhóm, không loại bỏ một thành viên nào hết. Bi ơi, cố lên nha. Dạ. Thôi dạ. Anh em mình đi về, đi về. Vậy thì cố gắng. Thôi được rồi. Thôi đi về, dạ, về, dạ, về, dạ, về. Thôi, đi, đi. Cố gắng lên. Chỉ là kiệt sức thôi. Hy vọng là ngày mai sẽ xuất viện. Sếp ơi, em xin lỗi nha, em trách lầm Bi rồi. Lấy cái tay ra. Bức bức bức. Thấy đang chuyện không? Thư. 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 Trời ơi. Nói nhỏ thôi. Đây là bệnh viện. Nghe không? Trời ơi, bệnh viện người ta mà nói lớn như vậy. Anh Mát. Trời ơi, ông nói lớn hay cái gì mà la lớn ở đây? Im cho người ta ngủ coi. Dạ. La ông sông à? Mà chú nói nhỏ thôi, bệnh viện mà. Quên. Ủa bà tính ở lại đây hả? Ừ. Chi vậy? Thì Thư, bà nhìn tôi đi. Nhìn gì? Nhìn nè. Thôi đi, nhỏ nhỏ thôi. Hay tôi ở lại đây chung với bà cho vui nha. Đi về đi, đi về với mọi người đi. Ngày mốt là diễn rồi, lo về chuẩn bị đi. Tào lao mới lao. Bà này, giờ diễn mà không có Bi á thì cũng đâu có diễn được đâu. Hy vọng ngày mai xuất viện mà. Nếu mà không xuất viện mình tính sao? Ừ, thôi cũng được. À, thôi mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi Cần Thơ nữa. Ừ, vậy con ở lại đây hả? Dạ, chắc nếu vậy. Mà con ở lại đây cũng nhớ về sớm. Ở đây có bác sĩ lo rồi, con còn lo chi nữa. Dạ, con biết rồi chú. Nhớ chưa? Dạ. Ừ. Bi chú về nghe. Sao? Gì? Đợi em về chung. Thì để nó đi về mà. Trời ơi, nó nhỏ. Đi về. Thôi, đi về. Trời ơi, còn đụng với đụng nữa. Đi về nha. Tôi về nha Bi. Tôi về nha. Về. Em khóc vì Bi hả? Có cần phải vậy không? Tại sao lại không? Chẳng lẽ... Anh thấy Bi như vậy, anh thỏa mãn chưa? Em nghĩ anh nhỏ mọn như vậy sao? Có lẽ em đã không hiểu đúng về anh rồi đó. Em sẽ ở đây nguyên đêm hay sao? Ừ, có lẽ vậy. Nếu anh là Bi, em có sốt sắng như vậy không? Bởi vì anh không phải là anh Bi, cho nên em không thể nào trả lời được. Đừng hỏi em những câu hỏi đó. Mà em với anh Bi cũng chỉ là anh em với nhau thôi. Em quý ảnh như anh trai thôi. Anh đừng nghĩ lung tung. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy. Ừ,
tôi là quản lý của anh Bi. Còn ông là ai? Tôi là người quen của Bi. Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với Bi ấy. Hiện tại bây giờ thì không được. Có thể là ông sẽ gọi vào sáng mai nha. Khoan, đừng cúp máy. Cô có thể cho tôi biết tại sao Bi không nghe điện thoại được không? Xin lỗi ông, tôi không thể tiết lộ được. Nè, tôi đã nói với ông là ngày mai em gọi lại mà. Tôi là chú của ông Bi. Bi có chuyện gì rồi phải không? Chú của anh Bi hả? Có phải thằng Bi gặp chuyện gì rồi đúng không? Anh Bi bị kiệt sức cho nên nhập viện truyền đạm thôi. Nó đang nằm bệnh viện hả? Có sao không? Anh chỉ bị suy kiệt thôi chú ơi. Chừng vài ba ngày nữa là anh Bi khỏe lại rồi. Chú đừng có lo. Vậy cảm ơn cô. Cô có phải tên anh Thư không? Đúng. Ủa sao chú biết con? Tôi nghe thằng Bi nó nói thôi. Cảm ơn cô chăm sóc nó nghe. Không có gì đâu, trách nhiệm của con mà. Chào chú nha. Tỉnh rồi hả? Em ngủ ở đây suốt đêm qua luôn hả? Thì tại em tính thăm anh chút xíu rồi em về. Mà mệt quá nên ngủ đây luôn. Coi như anh nợ em lần này. Nợ cái gì mà nợ? Em không thích ai nợ em mà em cũng không thích nợ ai hết á. Nếu mà anh nợ em suốt đời thì để em suy nghĩ lại. Em mới nói gì? Không có gì. Anh uống nước đi. Chết. Chẳng phải sáng nay là đi Cần Thơ hay sao? Anh còn yếu mà. Anh nằm xuống đi. Anh còn yếu chưa có xuất viện được đâu. Nhưng mà không có anh nhóm diễn sao được? Tối mai nhóm mới diễn. Nếu như mà anh được xuất viện thì sáng mai mình đi vẫn còn kịp. Chào Bi Tôm. Bác sĩ. Sao? Hôm nay thấy trông người đỡ chưa? Dạ, cũng khỏe rồi. Cảm ơn bác sĩ. Mà bác sĩ ơi, chừng nào con mới được xuất viện? Chút nữa thôi. May quá. Vậy là tối ngày mai có thể diễn được rồi. Không được. Chưa thể diễn được. Nếu như mà có xuất viện rồi, con cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Phải có thời gian để hồi phục. Nếu mà cậu vận động nặng á thì có khả năng đột quỵ nghe. Bác sĩ ơi, vậy khoảng mất bao lâu thì anh Bi có thể đi diễn lại được? Ít nhất là phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong một tuần. Mà khi khỏe lại rồi á thì cũng tránh vận động nặng quá sức, chứ không phải như thời gian qua đó nha. Dạ em biết rồi, cảm ơn bác sĩ nha. Mà nè, tôi có đứa con gái mà nó ái mộ cái nhóm Wonder Boy lắm nha. Nhất là cậu đó nha. Sẵn có cậu ở đây á, giờ cậu cho tôi xin một chữ ký. Bây giờ chú ký để tặng nó làm quà đi nghe. Đem cầm cho anh ký. Đây. Ở ký bên trong nha. Nhưng mà con bác sĩ tên là gì vậy bác sĩ? Nó tên Quyên, Trúc Quyên.
Vậy rồi, đây bác sĩ. Cảm ơn cậu. Con gái tụi chắc nó vui lắm á ngàn. Thôi cậu nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ chào bác sĩ. Anh Bi nè. Ồ, hồi nãy có chuyện gì hay sao mà tự nhiên em thấy anh có vẻ hơi lạ vậy? Tại tên con gái bác sĩ đó giống tên người yêu đã mất của anh. Trúc Quyên. Ừ. Tên Quyên thì bình thường, nhưng hiếm ai mà giống luôn cả tên đệm. Mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ không nhắc lại nữa. Mà ông bác sĩ nói gì kệ ổng. Nhưng tối mai anh sẽ diện với nhóm. Em yên tâm đi, anh không sao đâu. Không được, sức khỏe của anh còn rất là yếu. Anh đi diễn như vậy á, mạo hiểm lắm. Lỡ anh bị gì á thì sao? Nhưng nếu không có anh, nhóm còn 3 người, sao diễn được giờ? Em sẽ có cách giải quyết. Anh yên tâm đi. Thôi, anh nghỉ đi. Để em ra kiếm cái gì cho anh ăn nha. Ừ. Dạ, cho em gửi chìa khóa. Dạ. Mấy ngày nay em ở đây vui dạ. lắm. Dạ. Ai cũng nhiệt tình hết á. Dạ. Anh cho em cái cạc. Dạ. Chơi gửi. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Chào sếp. Chào thầy. Chuẩn bị dạ xong rồi. Hết rồi hả mấy đứa? Dạ. Dạ. Sếp ơi. Gì? Tính tiền xong rồi sếp. Cất đi. Dạ. Sếp cha. Chào sếp. Kìa Thư, trời ơi, đợi con nãy giờ. Ủa Bi, xuất viện rồi hả? Sao, sức khỏe tốt không hả? Dạ, cũng khỏe rồi sếp. Vậy thì tốt. Tốt cái gì mà tốt. Tuy là bác sĩ cho xuất viện, nhưng mà cấm trong vòng 1 tuần, không được nhảy nhót, không được hát hò gì luôn. Trời ơi, cái gì? Vậy? 1 tuần lận hả? Trời ơi, vậy là buổi biểu diễn tối mai làm sao đây? Trời trời trời, không lẽ mình diễn có 3 người sếp? Trời, không có được đâu. Sao được? Dạ, em vẫn diễn được mà mọi người, không sao đâu. Mọi người cứ yên tâm. Dù như thế nào, nhưng mà trong buổi diễn tối ngày mai sẽ không có mặt anh. Còn Wonder Boy có hát hay không thì sẽ tham khảo ý kiến của mọi người. Trời ơi, sao mà được? Mình làm quỷ show vậy mất uy tín với bầu show lắm luôn á. Đó. Vậy ai dám mời mình nữa? Đúng đó, Mark nói rất đúng. Nè, ngày xưa nhóm Wonder Boy nè, luôn xuất hiện 4 thành viên. Bây giờ còn có 3 thành viên. Thì sẽ là một tiền lệ không được tốt lắm. Bây giờ mình Vũ Vũ. Dạ. Cương. Có ý kiến gì không? Có suy nghĩ gì không? Tôi thấy là lần này Bi nó không hát chính. Ừ. Chắc không có vấn đề gì đâu. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng mà về phần vũ đạo á, đã dựng cho 4 người rồi. Bây giờ mà diễn 3 người thế nào cũng bị lộng cộng. Đúng đó, không được. Không. Tụi em á là dân chuyên nghiệp hết. Nếu cần á thì thầy chỉnh lại. Thầy dựng lại cho tụi em thì được rồi. Vấn đề ở đây là thời gian. Chúng ta có đủ thời gian để mà tập cho nhuần nhuyễn hay không? Có đủ thời gian để tập không nè? Ngày mai mình diễn rồi. Em thấy cũng đúng đó sếp. Thà bây giờ mình quỷ show luôn, không diễn nữa. Chứ lúc nào Wonder Boy xuất hiện cũng có đủ 4 thành viên. Đúng. Nhưng vậy. Mà bây giờ hát có 3 thành viên, thà mình cancel luôn cho rồi. Chứ không là nhóm Wonder Boy sẽ bị là khán mất giả xếp vô hình ảnh những nhóm nhạc mà lên sân khấu mà thiếu người. Đúng rồi đó. Vậy thôi mình hủy luôn đi. Vậy tụi mình đi ba chơi. Tối nay nguyên nhóm tụi mình cùng đi chắc vui lắm đó. Không mà. Ba với ba. Được mà. Vì một con sâu á mà làm rầu cả nồi canh á, có đáng không? Anh nói gì? Tôi có ý kiến rồi. Hả? Gì? Ôi, ý kiến này hay lắm. Ý kiến gì? Đưa ra liền. Sếp quyết định đi. Trời. Tôi quyết định hả? Dạ. Tưởng sao? Trời ơi, quyết định này khó quá vậy. Bây giờ nếu mà quyết định á thì chuyện này cũng chẳng ai muốn hết. Thì vậy thôi mình đi về Sài Gòn rồi. Đi. Sao kỳ vậy sếp? Bài Hero Guy mình đang hot mà sao tự nhiên giờ bỏ về là sao sếp? Ôi trời ơi, chuyện đó chuyện nhỏ. Nè, còn biết bao nhiêu cơ hội để biểu diễn lại bài đó đúng không? Mình ở đây diễn là vì cả nhóm, chứ không phải diễn vì từng cá nhân một. Thành thử ra mới gọi là tất cả vì nhóm. Đúng không? Đúng rồi. Sếp đã quyết định như vậy rồi. Thôi chúng ta về sếp. Đi. Trời ơi, thiệt tình. Chán gì đâu á. Tôi á chỉ hát đệm thôi. Với lại mà tôi có diễn hay không cũng đâu có quan trọng. Xin lỗi mọi người. Còn xin lỗi gì nữa? Lỗi gì mà lỗi. Thôi anh đừng có tự dằn vặt mình nữa. Ra xe đi. Mọi chuyện này không ai muốn đâu. Thôi đi.
Đi, đi. Còn bà nữa, hôm qua ôm nó thức cả đêm luôn hả? Ừ, hôm qua tôi mệt quá nên tôi quên. Mà chi vậy? Bà đó, xạo quá bà ơi, tôi không tin đâu. Hình như bà với ông Bi có chuyện gì phải không? Đừng có điên. Bà nãy nha, hình như yêu tôi á, rồi á bị tôi bỏ, rồi cứ quay lại thù tôi sao á, đánh tôi hoài à. Rồi các em tập lại một lần cho kỹ rồi mình sẽ thu nha. Biết chưa? Bắt đầu. Rồi bây giờ các em vô phòng thu nha. Hả? Đi vô thu đi. Nhanh lên. Trời ơi, tự nhiên đang ở trống kêu ra đây làm chi? Trời ơi, bánh hả? Tôi đâu ăn bánh đâu. Nghĩ sao vậy trời? Bánh nào mà để trong cái hộp nhỏ xíu vậy? Ủa gì trống vậy? Thôi, mở ra coi là biết liền gì. Thôi, cất đi, để về nhà mở. Lỡ mà người ta nhìn thấy là chết á. Trời ơi, ai đâu mà thấy. Với lại, cái tật của tôi tò mò lắm. Để lâu, chịu không nổi đâu. Wow. Trời, đẹp quá ta. Nè, làm gì á? Coi thiệt không? Hay là giả? Cái mặt tôi như vậy á, đi mua đồ giả tặng cho ông hả? Biết nhiêu tiền không? Nhiều à? 50 triệu. Gì? Trời ơi, có nhiêu đâu. Bánh ít đi á, thì bánh quy phải lại chứ. 50 triệu hả? Sao rẻ dữ vậy? Ít lắm á, cũng phải 5 ngàn chứ. Tham quá cha nội. Thôi kệ, mình đem ra ngoài bán. Làm cái gì ở sao đây vậy? Dạ dạ, em đang coi đồng hồ coi thu âm được mấy bài sếp. Thâu được mấy bài rồi? Dạ, được 3 bài rồi sếp. Cách ca đơ đã hát tốt không? Trời ơi, còn phải nói nữa sếp. Em á, em mướn về mà sếp. Trời ơi, phải nói giọng hát rất tuyệt vời sếp. Tôi bận công chuyện nên không ở phòng thâu lâu được. Có cậu ở đây, tôi yên tâm rồi. Nhớ giám sát, thâu cho nó đàng hoàng nghe chưa. Tôi đi đây. Ô, anh Phan. Khỏe anh Phan? Khỏe. Khỏe. Khỏe hả? Ủa, ký hợp đồng sao rồi? Ôi, mới ký. Ký là vậy xong hả? Liền. Trời ơi, vậy hả? Ừ. Chị thấy cái em đó đẹp không? Tươi không? Mấy em à? À, à. Tươi. Trời ơi, tươi vậy mà anh Phan không có. Dạ, ý là quay hồng của em đó. Ủa? Dạ. Thì thêm đưa cho anh à? Ủa, đưa đưa. Ủa vậy là vậy, vậy cái đó là của anh Phan tặng em chứ không phải là của Thi Thi hả? Nghĩ sao mà Thi Thi đủ điều kiện mua, chỉ có tôi mua thôi. Trời ơi, vậy mà em tưởng. Tưởng gì, tỉnh đi, mơ hoài. Còn Thi Thi này cũng ghê thiệt. Tao phải tìm cách để cho mày ói ra mới được. Rồi rồi, mấy em ra ngoài này nghe nha. Con đã xuất viện, đang trên đường về Sài Gòn. Tại sao nó lại về Sài Gòn? Không lẽ Wonder Boy quỷ cái show diễn ở Cần Thơ sao? Cái đụng chuyện đó là bên nước không à? Tôi bên đông. Cài nó đi. Ca sĩ gì đâu mà nhờ người ta hát đúp cho mình. Đúng là không biết xấu hổ. Cái mặt nó chai rồi, biết xấu hổ gì nữa. Hết cặp với cha già đầu hói cho đã, giờ cặp với cha già bụng vệ. Nói gì đó? Gì? Thi, mình tỉnh lại. Sao hả? Hai bà thấy tôi nên gan ăn tức ở phải không? Khó chịu lắm hả? Gan tị hả? Ừ. Trời, tôi xin mấy người luôn á. Chị em trong nhóm mà cứ cãi lộn nhau hoài là sao? Chị em và hai đứa nó, ai thèm làm chị em với cái loại như nó. Cái câu này á, lẽ ra tôi nói mới đúng, không tới phiên bà đâu. Bà nghĩ bà là ai vậy hả?
Tôi là Thi Thi. Trời ơi, sếp nghe phạt cả đám á. Đúng rồi, không ra gì. Kêu anh đưa Thi Thi lên lầu đi. Ngày mai á, quẹt cái làng hết chứ có gì đâu. Đi Thi Thi. Bỏ ra, tôi tự đi. Sếp. Dạ. Dạ, không có gì đâu sếp. Sếp yên tâm đi. Có em với Châu ở đây á, dàn xếp hết. Bởi tôi nói ông á, ông đợi đến tụi nó mà đánh nhau rồi á, đổ máu lỗ đầu luôn đi. Rồi đến lúc đó mới gọi là què hả? Sếp ơi là sếp, tình hình này á là không được rồi sếp ơi. Sếp phải xử lý làm sao á, chứ để tụi nó ăn vậy á, lên sân khấu diễn bằng mặt không bằng lòng á cũng không được. Rồi có ngày á tan rã nhóm luôn á sếp à. Tôi biết là vậy. Nhưng lỡ nhận tiền của ông mập kia rồi. Cái gì? Nuốt rồi làm sao trả lại được. Sếp đã ký hợp đồng nhận tiền luôn rồi hả? Ừ. Trời ơi sếp ơi, chết rồi. Trời ơi, tôi tức ghê luôn á. Con nhỏ này chắc tôi phải cho nó một trận quá. Bất tài vô dụng mà cái mặt lúc nào cũng cân cân lên vậy á. Nhìn thấy ghét không chứ? Nếu mà sếp không đỡ đầu cho nó thì sức mấy nó dám tóc qua tóc quá như vậy. Thôi ráng nhịn nó đi. Ráng đợi qua hết live show này đi rồi xử nó sao. Dù sao mình vẫn hát được 1/3 số bài còn lại mà. Bà thì nhịn được á, chứ tôi thì không có chịu được đâu. Để đó tôi lên mé xếp cho coi. Hay quá ha. Nên nhớ là nếu như bây giờ mình tách ra solo á là chưa có đủ sức đâu. Muốn nói gì thì lựa lời mà nói. Hai bà nội này hả? Muốn chơi tôi hả? Không có dễ đâu. Tôi biết á là họ cũng ganh tị với bà. Nhưng mà nên giữ hòa khí đi. Không nên để cho người ta biết á là nội bộ của mình đang bị lục đục. Đành phải vậy thôi. Nhưng đợi tới lúc á tôi đủ lông đủ cánh tách ra solo thì hai bà đó sẽ biết tay tôi. Ông ba này Quân. Ông tới đây làm gì? Quân à, ba được người ta cho về mấy tháng nay rồi. Ba về sớm hơn thời hạn con à. Mấy tháng nay ba lang thang, ba vất vả, ba khổ sở quá. Ba chịu hết nổi rồi con à. Ông tới đây để làm cái gì nữa? Hả? Quân, con có khỏe không con? Tôi hỏi ông tới đây làm gì? Bây giờ con nghĩ coi, ba còn chỗ nào để tới được mà không tới đây hả con? Đây không phải là nhà của ông. Ông nghe rõ chưa? Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của ông nữa. Quân à, con đừng đối xử với ba tệ bạc như vậy mà con. Trong khi lúc nào ba cũng nghĩ trong lòng con là con của ba. Tôi không phải là con của ông. Ông nghe rõ chưa? Tôi không phải là con của ông. Tôi không có một người cha như ông. Ông đi đi. Quân à, con hãy tha lỗi cho ba nha Quân. Thời gian ba ở trong tù, ba đã chiêm nghiệm được cuộc đời của ba rồi. Ba hứa ba sẽ không bao giờ cờ bạc để mà bị bắt nữa đâu. Ba sẽ không làm cho con buồn nữa đâu Quân.
Tôi không buồn. Ông sai rồi. Tôi không buồn. Mà tôi nhục. Tôi nhục vì có một người cha như ông. Một người cha đổ đốn như ông. Ông đi đi. Trước khi tôi không kiềm chế được mình. Quân à. Đời ba chỉ có một mình con. Bây giờ ba còn chỗ nào để nương tựa ngoài con nữa đâu Quân. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm. Ông đi đi. Tôi không muốn cho ai biết tôi có một người cha như ông. Ông đi đi. Quân, mấy tháng nay ba khổ sở, ba vất vả, ba đói khát nhiều lắm Quân à. Con hãy tha thứ cho ba đi Quân. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa hết. Ông đi đi. Đi. Ông đi đi. Đi. Đi nhanh lên. Con có chút đỉnh tiền, con gửi bác. Cảm ơn. Bác ấy không có chịu nhận anh ơi. Anh Quân Minh Hôn có phải là người trong nhóm Wonder Boy hay không? Ủa sao tự nhiên chạy vậy? Chắc sợ mình xin chữ ký chứ gì. Ừ chắc là vậy đó. Trời ơi, rồi đây cũng gặp người nổi tiếng em ha. Mà anh nhìn rõ ràng là Quân Minh Hôn mà. Má không dạy quýnh chỗ nào, chắc hay sao? Đẹp, 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 đ
Hồ ơi, tôi nói cho Hồ biết nè, quên thoại rồi.